Bạn đang theo dõi tin tức giao thông được thực hiện bởi giọng đọc MC ảo do công ty cổ phần Trái Thị Vàng thực hiện. Vào hồi chiều 27 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định đối với các tài xế điều khiển xe ô tô vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy. Tổng số tiền phạt đối với các trường hợp này là 217 triệu đồng. Cụ thể, trong 6 trường hợp trên, ông Lê Đại Hắc, sinh năm 1983, trú xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, bị phạt 35 triệu đồng do điều khiển xe ô tô còn lưu thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Ông Nguyễn Quang Thờ, sinh năm 1970, trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, bị phạt 35 triệu đồng do điều khiển ô tô lưu thông trên đường mà không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Đối với 4 trường hợp còn lại, ông Nguyễn Văn V, sinh năm 1979, trú tại xã Gia Việt, huyện Gia Linh, ông Cao Ngọc Ao, sinh năm 1997, trú tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, và ông Hoàng L, sinh năm 1968, trú tại xã Gia Sơn, huyện Gia Linh, tỉnh Quảng Trị, mỗi trường hợp bị phạt 35 triệu đồng do điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Riêng trường hợp ông Lê Bá Sê, sinh năm 1984, trú tại xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, bị phạt 42 triệu đồng, trong đó điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở bị phạt 35 triệu đồng và chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h bị phạt 7 triệu đồng. 6 trường hợp bị phạt theo quy định tại Nghị định 100/2019 NĐ-CP trên, có 4 trường hợp lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Trị và 2 trường hợp đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Vĩnh Linh, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Gia Linh kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm. Tất cả 6 tài xế trên đều bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Phạm Minh Chợ, sinh năm 1983, trú tại phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. Trước đó, qua kiểm tra, lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản vi phạm đối với ông Chen về hành vi điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, quy định tại điểm A khoản 10 điều 5 Nghị định 100/2019 NĐ-CP. Với vi phạm trên, ông Phạm Minh Chen cũng bị phạt 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng kể từ ngày Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử phạt.